trước oai vũ. Bóng rừng sâu hiểm nguy sẽ dọc trường sơn cứu nước, truyền thống cha ông anh hùng tạc sâu ngàn đời sự xanh, tiếng Bác Hồ vọng khắp non sông. Biết nhìn những trang mây rực rỡ muôn màu, bằng sức tươi mới và niềm tin dâng sáng ngời. Từ mảnh đất anh hùng người đồng nai vẫn luôn kiên trung, bàn tay khối óc đắp xây cả tương lai. Cờ hồng phấp phới bay trong năm mới, ta quê hương với nguồn sinh khí mới. Mảnh đất anh hùng đồng nai vươn lên hiên ngang trong thời đại mới. Hội nhập tiến tới vươn lên tầm cao mới, ta quê hương vui trong niềm vui. Tiếng sương một trận tuyến đêm nay còn bao giờ, một trận tuyến còn nhiều gian khổ, dẫu máu đổ dù phải hy sinh, công an đồng đài giữ vững trận tuyến an ninh đất này. Một vòng chiến khó đây anh hùng, những tên làng tên nơi tiên sông, trói trang sử vàng rực rỡ trên cao. Từ thành phố tới rừng núi xa, từ nhà bay thì chắc rung động, những bóng đêm mây xuân tan diệt lũ ác tham. Công an Đồng Nai tôi có kiên trung, Đồng Nai yêu thương rực rỡ trong tôi lên đường. Công an Đồng Nai tôi có kiên trung, Đồng Nai yêu thương rực rỡ trong tôi lên đường. Đồng Nai yêu thương rực rỡ trong tôi lên đường. Đồng Nai yêu thương rực rỡ trong tôi lên đường. Lời tiên cho phép Thế Cương và Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cũng như đông đảo quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình Giai điệu Bình Yên số 34 ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến những ca khúc, những giai điệu để mở đầu cho chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay. Và Thế Cương và Phương Thảo xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới quý vị khán giả đến với chương trình Giai điệu Bình Yên với chủ đề Công an Đồng Nai vì bình yên cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ cùng được lắng nghe những giai điệu, những ca từ vô cùng hấp dẫn. Và bên cạnh đó sẽ là những câu chuyện cùng với các vị khách mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã được lắng nghe giai điệu của hai ca khúc. Đó chính là Đồng Nai vươn tầm cao mới, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, và Tiếng hát Công an Đồng Nai, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân, qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn Công Quân khu 7 và các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ và cán bộ chiến sĩ.
Vâng, và đó cũng chính là lời chào mừng mà chúng tôi dành cho quý vị để mở đầu cho chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu các vị khách mời sẽ tham gia đồng hành cùng với chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Trần Tuấn Triệu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Đồng Thị Quế Anh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Chúng tôi xin được giới thiệu Đại tá Nguyễn Văn Thọ, trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Đại úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và vị khách mời thứ 6 xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức chương trình Giai điệu Bình Yên. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc ANTV, Phó trưởng ban tổ chức chương trình sẽ lên sân khấu tặng kỷ niệm chương cho các vị khách mời tham gia chương trình Giai điệu Bình Yên số 34 ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai đồng chí lãnh đạo. Vâng, thưa quý vị, chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay được tổ chức ở mảnh đất Đồng Nai, mảnh đất phương Nam xinh đẹp, và Phương Thảo tin rằng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc khi chúng ta cùng đến với những giai điệu đầy tự hào về lực lượng công an nhân dân trong chương trình ngày hôm nay. Và trên sân khấu thì quý vị có thể thấy kỷ niệm chương trao tặng cho các vị khách mời. Hy vọng các vị khách mời sẽ đồng hành và mang lại nhiều câu chuyện cho chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng hoa cho các vị khách mời cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý vị, Đồng Nai là một địa bàn mà có tốc độ đô thị hóa cũng như là công nghiệp hóa cao. Chính vì vậy mà có những khoảng thời gian thì đây cũng là một địa bàn nóng cho tội phạm hoạt động. Thế nhưng nắm địa bàn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Vâng, và để hiểu rõ hơn về những kết quả của Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh với tội phạm cũng như là giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một clip ngắn. Với khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, đó là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo và báo cáo tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều chủ trương giải pháp có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, phá hoại. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ xuyên suốt, đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn, kỷ cương xã hội. Với thành tích xuất sắc có tính chất toàn diện trên các mặt công tác, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai vinh dự được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng danh hiệu cờ thi đua Bộ Công an. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vì nhân dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống. Thank you.
tiếng hát người chiến sĩ công an miền Đông, một lòng anh dũng kiên trung vững vàng tiến dưới cờ Đảng. Tự hào thay trang sử vàng bao chiến công, hàng năm đoàn kết một lòng viết nên truyền thống anh hùng. Âm thầm trong đêm, mắt dõi theo nhìn xuyên kẽ lá, mặc mũi đốt sương khuya, rừng cao su thấp thoáng bóng anh. Những ngày đêm truy bắt tội phạm, những con đường quanh co, những dốc đôi vách núi, chẳng làm anh chùn bước quyết tâm ơi. Những bước chân không ngại gian nguy, quyết vững tin bền gan đấu chí, vượt sông núi Tây Ninh về Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, qua Đồng Nai về thành phố Bác Hồ. Những nụ cười trên môi, những phố phường bình yên, một niềm tin người xa về chiến thắng. Biển xanh con sóng xô bờ, bình minh lên thấp thoáng những con tàu, bước chân tuần tra giữ cuộc sống yên anh dũng kiên trung vững vàng tiến dưới cờ Đảng. Tự hào thay trang sử vàng bao chiến công, tháng năm đoàn kết một lòng viết nên truyền thống anh hùng. Những bước chân âm thầm trong đêm, mắt dõi theo nhìn xuyên kẽ lá, mặc mũi đốt sương khuya, rừng cao su thấp thoáng bóng anh. Những ngày đêm truy bắt tội phạm, những con đường quanh co, những dốc đôi vách núi, chẳng làm anh chùn bước quyết tiến tới. Những bước chân không ngại gian nguy, quyết vững tin bền gan đấu chí, vượt sông núi Tây Ninh về Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, qua Đồng Nai về thành phố Bác Hồ. Những nụ cười trên môi, những phố phường bình yên, một niềm tin người xa biết chiến thắng. Thắm mãi những mùa hoa chiến công, ghi sâu lời Bác trong tim, vinh quang thay người chiến sĩ công an miền Đông. Xin được cảm ơn Ngô Thế Hùng cùng các nghệ sĩ đã gửi tới quý vị khán giả một ca khúc rất đầy ý nghĩa của Công an tỉnh Đồng Nai. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ với các vị khách mời tham gia trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi tới đồng chí Đại tá Trần Tuấn Triệu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày hôm nay khi có mặt trong một cái không gian nghệ thuật như thế này, một chương trình nghệ thuật nói về Công an tỉnh Đồng Nai, không biết là cảm xúc của đồng chí như thế nào? Kính thưa tất cả các đồng chí, các bạn, đến với chương trình Giai điệu Bình Yên với chủ đề là Công an Đồng Nai vì bình yên cuộc sống, chúng tôi cảm thấy là rất là hãnh diện, rất tự hào về Công an Đồng Nai chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn chương trình đã đem đến cho chúng tôi một cảm xúc quý báu như thế. Xin cảm ơn.
Thế còn đối với nghệ sĩ nhân dân Quế Anh, khi mà lần đầu tiên được tham gia chương trình Giai điệu Bình Yên do Bộ Công an tổ chức thì không biết là cảm xúc của chị như thế nào? Đầu tiên cho phép Quế Anh xin được trân trọng kính chào các đồng chí và quý vị đại biểu. Ngày hôm nay thật là vui, thật là vinh dự Quế Anh được tham gia trong chương trình này và được thưởng thức nhiều tiết mục do chính các diễn viên là chiến sĩ trong lực lượng công an biểu diễn. Trong không khí ấm áp như thế này, chắc chắn là sẽ tạo ra nhiều chất xúc tác để nhà hát nghệ thuật Đồng Nai nơi Quế Anh đang công tác, và trong đó có bản thân Quế Anh nữa, sẽ có nhiều vở diễn, nhiều tác phẩm hay hơn để phục vụ nhân dân, và từ đó sẽ góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào sự bình yên của cuộc sống. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Quế Anh. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình Giai điệu Bình Yên, thì rất là tự hào khi mà thường xuyên được đến với các tỉnh thành trên cả nước, không chỉ được biết đến mảnh đất con người của từng vùng miền mà còn được hiểu hơn về những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an ở mỗi một đơn vị. Và ngày hôm nay thì như quý vị chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những tiết mục âm nhạc, rồi là phóng sự nữa, và chúng ta cũng vừa thưởng thức ca khúc Vinh Quang Người Chiến Sĩ Công An Miền Đông. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Thế thì không biết là nhạc sĩ Bùi Anh Tôn cảm nhận như thế nào khi chính ca khúc của mình sáng tác được biểu diễn trong chương trình Giai điệu Bình Yên hôm nay ạ? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các chiến sĩ công an và khán giả đang xem chương trình, thì hôm nay tôi rất là vui khi được trở lại mảnh đất Đồng Nai. Tôi nhớ lại là cách đây 20 năm, bài hát đầu tiên của tôi viết về ngành công an, viết lại chính mảnh đất Đồng Nai này, viết về các chiến sĩ cảnh sát trại giam ở Long Thành, Đồng Nai. Thì sau đó, cùng với những tác phẩm tiếp theo viết về ngành công an trong thời gian gần đây, thì bài hát Vinh Quang Người Chiến Sĩ Công An Miền Đông là bài hát mới nhất viết vào cuối tháng 3 năm vừa rồi để chào mừng ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Gần 20 năm những bài hát viết cho công an từ thuở ban đầu vào những năm 2000 đến hôm nay, thì cảm xúc của tôi dành cho lực lượng công an vẫn như ngày nào. Và hình ảnh là những chiến sĩ công an lại được trở lại với tôi trong cái nhịp điệu âm nhạc, trong một cái không khí ngày hôm nay rất là vui. Xin cảm ơn. Vậy với nhạc sĩ Bá Hùng thì sao ạ? Ca khúc mở đầu, ca khúc Đồng Nai Vươn Tầm Cao Mới cũng là một sáng tác của anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là mình đã sáng tác ca khúc này như thế nào, nguồn cảm hứng từ đâu không ạ? Vâng ạ, cảm ơn Phương Thảo. Bá Hùng xin được trân trọng kính chào các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cũng như là quý vị khách quý của chương trình. Thú thật là bài hát Đồng Nai Vươn Tầm Cao Mới thì Bá Hùng viết độ cách đây khoảng 3 đến 4 năm rồi. Lúc đấy là một cái cơ duyên đối với nghệ sĩ nhân dân Quế Anh. Lúc bây giờ đang chuẩn bị chào mừng thành công đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai, thì Bá Hùng nhận được lời gửi gắm của chị Quế Anh là muốn có một cái bài hát mới về quê hương Đồng Nai, và đó là cơ duyên ra đời. Và từ sau đó, sau bài hát đó, thì Bá Hùng cũng đã có hơn 10 bài hát về quê hương Đồng Nai, về mùa xuân, về thể dục thể thao, về tình yêu. Và Bá Hùng cũng hy vọng rằng ngày hôm nay có mặt ở đây thì trong những cái cuộc gặp gỡ với các đồng chí thì Bá Hùng sẽ có thêm chất liệu cũng như là cảm xúc để viết tặng cho công an tỉnh Đồng Nai một bài hát thật là hay ạ. Vâng, một nhạc sĩ trẻ nhưng mà đã có tới hơn 10 bài hát về Đồng Nai, thì có thể thấy rằng là cái tình yêu rất lớn của anh dành cho mảnh đất Đồng Nai, đúng không quý vị? Thưa đại tá Nguyễn Văn Thọ, sau khi mà lắng nghe những ca khúc viết về mảnh đất Đồng Nai thân yêu, về những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai, thì không biết là cảm xúc của đồng chí như thế nào? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa tất cả quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày tháng tư lịch sử, trong cái chương trình Giai điệu Bình Yên, Công an Đồng Nai vì bình yên cuộc sống, chúng ta rất là vinh dự, rất là tự hào được cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Qua phóng sự ngắn cũng như là qua các khúc chúng ta vừa được xem, để thể hiện rất là rõ nét cái quá trình xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Đồng Nai. Có thể nói là quá trình đó còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng Công an Đồng Nai đã khắc phục khó khăn,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như sự nghiệp bảo vệ vì an ninh Tổ quốc. Vậy với đồng chí đại úy Thái Ngô Hiếu thì sao ạ? Là một cán bộ chiến sĩ trẻ đến tham dự chương trình ngày hôm nay, nghe tất cả các vị khách mời chia sẻ cảm xúc của mình. Vậy thì hòa trong cái niềm vinh dự và tự hào đó thì đồng chí muốn nói điều gì ạ? Lời đầu tiên là tôi xin gửi tới lời chào tất cả các đồng chí lãnh đạo cũng như toàn thể các đồng chí có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Thì thưa các đồng chí, thì hôm nay là tôi thật sự là rất là vinh dự vì là một người trẻ đã được tham dự khách mời. Thì sau khi nghe xong những cái ca khúc, những cái lời bài hát và các cái phóng sự ấy, thì về cái lực lượng công an cũng như là của công an Đồng Nai thì bản thân tôi thấy là rất là tự hào và rất là vinh dự. Và thì đó là cái niềm thôi thúc đối với bản thân tôi là một người chiến sĩ trẻ là phải cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể là tiếp bước được các cái thế hệ của đàn anh cha ông đi trước, là tức là đã tạo nên được một cái lực lượng là công an Đồng Nai anh hùng như đến ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí đại úy Thái Ngô Hiếu với những chia sẻ vừa rồi. Chắc chắn rồi, khi mà được sinh sống và làm việc trên mảnh đất Đồng Nai và càng tự hào hơn với những kết quả, những cái thành tích chiến công mà lớp lớp các thế hệ công an tỉnh Đồng Nai đã gây dựng tạo nên trong suốt thời gian vừa qua, thì chắc chắn là mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều cảm thấy tự hào khi mình được sống làm việc trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hóa. Và ngay sau đây, để tiếp tục chương trình Giai điệu bình yên, chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với một tiết mục nghệ thuật rất đặc biệt. Ngày hôm nay, tiết mục ca cổ với tựa đề Đồng Nai, quê hương đất đỏ. Và ca khúc này sẽ được thể hiện bởi hai nghệ sĩ Quốc Vinh và Mỹ Duyên. Thank you.
dòng thác Kỳ An biến thành nguồn điện. Và tiếp tục chương trình Giai điệu bình yên ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với các vị khách mời của chúng tôi để cùng lắng nghe những cảm nhận của họ về những câu hát, những giai điệu trong tiết mục vừa rồi. Chắc chắn là sau khi mà theo dõi tiết mục vừa rồi thì tôi cũng như là quý vị khán giả ở đây đều rất là ấn tượng với tiết mục Đồng Nai quê hương đất đỏ và được hai nghệ sĩ của chúng tôi biểu diễn theo lời ca cổ. Và không biết là nghệ sĩ Quế Anh, chị cảm nhận như thế nào về sự bình yên của mảnh đất Đồng Nai khi mà có những cái đóng góp của những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh Đồng Nai? Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị đại biểu, được nghe một bài ca cổ vừa rồi, Quế Anh chỉ biết nói hai chữ tuyệt vời. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì sự đóng góp cho bình yên của Tổ quốc, trong đó Công an Đồng Nai cũng đã có những tấm gương
những đóng góp, những hy sinh, thậm chí là những mất mát. Không thể nào chúng ta quên được công lao to lớn ấy. Thì trong thời gian qua, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, nơi quý anh đang công tác, cũng có rất là nhiều tác phẩm ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an. Và đặc biệt đã có một vở diễn được mang tên Cuộc Chiến. Vở diễn này thì đã phục vụ rất là đông đảo khán giả của tỉnh Đồng Nai, của thành phố Biên Hòa, và đặc biệt là được phục vụ hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an Đồng Nai đến để thưởng thức. Và sắp tới đây thì vở diễn Cuộc Chiến cũng sẽ được online trực tuyến trên kênh Facebook và YouTube Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, rất mong là được sự yêu thương, ủng hộ, quan tâm của tất cả quý vị. Một lần nữa thì xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nghệ sĩ Quế Anh của chúng tôi ạ. Vâng, trong tiết mục ca vọng cổ vừa rồi thì chắc chắn là quý vị cũng cảm nhận thấy là chúng ta đã được dạo qua một vòng của Đồng Nai với rất là nhiều những cái địa danh lịch sử khác nhau, với một mảnh đất mà rất là giàu truyền thống văn hóa. Và không biết là đối với Đại tá Trần Tuấn Triệu, khi mà lắng nghe ca khúc này thì cảm xúc của đồng chí như thế nào? Trước hết thì phải cảm ơn các ca sĩ và cảm ơn soạn giả đã viết một cái tác phẩm tuyệt hay về Đồng Nai, về miền Đông Giang Đa Lao mà anh Dũng. Chúng ta cũng biết rồi, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì ông cha ta cũng đã có những chiến công hết sức hiển hách để mang lại sự bình yên cuộc sống cho đồng bào của chúng ta nói chung và những người dân Đồng Nai chúng ta nói riêng. Và trên mảnh đất Đồng Nai chúng ta cũng có biết bao nhiêu tấm gương hy sinh anh dũng với nhiều cái thành tích lẫy lừng, từ trong chiến khu D cho đến Vĩnh An, cho đến các cái địa danh mà chúng ta đã nghe trong cái tác phẩm vừa qua của soạn nhạc đã nêu. Cũng như là cô anh đã nói, nghệ thuật đã dành cho chúng ta những cái cảm xúc rất là vui, rất tự hào về cái miền Đông Giang Lao anh dũng của chúng ta. Tôi hy vọng rằng là những bài ca, những điệu nhạc này sẽ càng mang đến cho các cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai một niềm cảm hứng mới, một cái tinh thần mới, chúng ta bước vào cuộc chiến một cách mạnh mẽ hơn, chiến quyết liệt hơn và đầy ý nghĩa hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Trần Tuấn Triệu. Trở lại với nhạc sĩ Bá Hùng, trong phần chia sẻ lúc trước thì Phương Thảo rất là tò mò, vì sao mà nhạc sĩ lại có tới hơn 10 ca khúc sáng tác về Đồng Nai? Không biết là nguồn cảm hứng từ đâu, và trong đó thì có bao nhiêu ca khúc sáng tác về lực lượng công an Đồng Nai ạ? Vâng, cảm ơn Phương Thảo. Thực ra thì Bá Hùng hàng năm viết nhiều về lực lượng công an, viết nhiều về quân đội, về mẹ, về đất nước. Trong đó cũng có những bài về tình yêu và mùa xuân. Và khi mà có những cái dịp công tác đi qua Đồng Nai, những cái hình ảnh đẹp, chẳng hạn như những mọi người đi ngang qua thấy cái rừng cây cao su thì thấy bình thường thôi, nhưng mà người viết nhạc thấy nó đẹp lắm. Hay là mình đi trên đường mình thấy những cái khu công nghiệp hay là khói bụi bay thì nhiều người ta khó chịu, nhưng mình thấy rằng đó là dấu hiệu, là những cái hình ảnh của sự phát triển. Bởi vì xây dựng thì nó phải có chút bụi thôi, thì cái điều đó nó cũng bình thường. Nhưng mà trong mình á, thì mình lại tổng hợp những cái ý đấy để mà viết nên những cái bài ca ca ngợi quê hương, không chỉ riêng Đồng Nai mà những cái địa phương mà Bá Hùng có dịp đi qua thì Bá Hùng cũng muốn viết nên những cái bài ca để ca ngợi. Thế còn về bài hát về công an Đồng Nai thì thực ra là Bá Hùng cũng có thời gian tiếp cận mới gần đây thôi, và cũng chưa có dịp để được các anh, các đồng chí chia sẻ nhiều về lực lượng công an, về những đặc thù của công an Đồng Nai nói riêng để mà viết được. Thì thông qua chương trình Giai điệu Bình Yên thì Bá Hùng cũng hy vọng rằng là thời gian tới không chỉ là một mà nhiều bài hát về lực lượng công an Đồng Nai như những bài hát mà Bá Hùng đã viết về quê hương Đồng Nai. Và chúng tôi cũng sẽ chào đón ca khúc của nhạc sĩ Bá Hùng ở trên sân khấu của Giai điệu Bình Yên trong thời gian tới. Và thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời thì chúng ta thấy rằng từ truyền thống anh hùng cách mạng thì lực lượng công an Đồng Nai vẫn đang không ngừng từng ngày cống hiến hy sinh. Và biết rằng khi mà chúng ta lựa chọn đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang là chúng ta sẽ phải
nếm trải rất là nhiều những chông gai, những khó khăn. Thế nhưng với niềm tự hào, với niềm tin trong cái sứ mệnh đó là bảo vệ bình yên của cuộc sống này, thì các anh vẫn đang từng ngày, từng giờ cống hiến. Và xin quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc đó trong một tiết mục múa rất đặc biệt mang tên Niềm Tin. Biên đạo Hà Thanh Hậu thể hiện top múa nam nữ của Công an tỉnh Đồng Nai.
đứng trước những khó khăn thách thức về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an tỉnh Đồng Nai là hết sức phức tạp và nặng nề. Luôn trong tâm thế sẵn sàng, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh quốc gia. Chủ động phối hợp các ngành chức năng, triển khai đồng bộ các mặt công tác để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an tỉnh tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các ngày lễ lớn. Tập trung củng cố xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sát hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, đó chính là phương châm phấn đấu và hành động của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, với khẩu hiệu hành động xây dựng công an Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kính thưa quý vị, thông qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về tinh thần cống hiến của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí đã, đang và sẽ hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Lý tưởng cống hiến của các chiến sĩ công an nhân dân đã tạo cảm hứng cho nhiều sáng tác âm nhạc. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Vinh được mang tên Vì Bình Yên Cuộc Sống, và ca khúc này sẽ được biểu diễn bởi top ca nữ. Hòa bình cho bao
trẻ thơ luôn ngủ ngon, cho đôi tình duyên trai gái thắm và cuộc đời mãi như mùa xuân. Sông, gió, nắng, mưa, ta đâu để chi vì bình yên cuộc sống. Xin được cảm ơn top ca nữ. Và thưa quý vị, qua hai tiết mục nghệ thuật vừa rồi thì Phương Thảo tin chắc rằng đã mang đến cho quý vị rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ một tiết mục múa rất là sâu lắng cho tới một tiết mục nghệ thuật phía sau đầy rộn rã, đầy năng động qua phần thể hiện của top nữ. Không biết là nhạc sĩ Bùi Anh Tôn có cùng cái cảm nhận đó với Phương Thảo hay không ạ? Thưa quý vị khán giả, như chúng ta đã biết là trong việc bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân thì có rất nhiều lực lượng của công an tham gia, có cả phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, rồi cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát cơ động, rồi công an xã, phường vân vân. Thì qua cái điệu múa đó, chúng ta thấy nó đã khái quát được các cái sự tham gia bảo vệ cuộc sống bình yên của các cái lực lượng. Đây là một tiết mục múa mà nó thể hiện được nhiều cái lực lượng của công an tham gia trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân. Và cái tiết mục này là nó tổng hợp, khái quát được cái sự bảo vệ của công an đối với cuộc sống của người dân. Thì qua cái ngôn ngữ của nghệ thuật múa về hình thể rồi âm nhạc kết hợp thì chúng ta thấy rằng là nó đã phản ánh được chân thực cái cuộc sống của chúng ta với những cái thành tích của công an trong việc bảo vệ an lành cho người dân, rồi đem lại cái niềm vui cho trẻ thơ, những cuộc sống hạnh phúc của những cặp vợ chồng. Thì chúng ta thấy rồi sự bình yên trong những ngôi làng, trong những làng mạc, khu phố, dân cư vân vân. Thì đây là một tiết mục múa mà cũng gợi lại nhiều cảm xúc cho cá nhân tôi cũng khi xem. Còn về bài hát top ca nữ vì bình yên cuộc sống ấy, thì đây cũng là một bài hát mang cái hơi thở nhịp điệu của cái cuộc sống đương đại bây giờ, tức là tiết tấu âm nhạc rất là nhanh, vui, sôi nổi, ca từ thì rất là gần gũi với những công việc của người chiến sĩ công an. Và qua cái sự thể hiện của top ca nữ, nó mang lại cái sự trẻ trung, một cái sự lạc quan phơi phới. Bởi vì viết về ngành công an ấy, là thường thường là nó có khi là nó rất là khô cứng, nhưng mà với cái top nữ hát ấy, thì khi thể hiện ta lại thấy cái hoạt động của cái công việc ngành công an nó rất là tươi trẻ, rất là trẻ trung, rất là dễ thương qua những cái màu của giọng hát nữ. Thì đây cũng là một cái bài hát mà chúng tôi cũng rất là thích, và nó mang lại cái sự trẻ trung phù hợp với lại cái giới trẻ, đặc biệt bây giờ công an lực lượng trẻ cũng rất là nhiều. Thì nghe bài hát này chúng ta cũng rất là thích và cảm thấy nó hòa nhịp với lại cái trái tim mình trong cái nhịp điệu âm nhạc. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Và chắc chắn là khi mà theo dõi hai tiết mục nghệ thuật vừa rồi, khi mà đặt cạnh sát nhau thì chúng ta đều có chung một cái cảm nhận, đó chính là lý tưởng cống hiến của những cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai. Vậy thì đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ, khi mà theo dõi những tiết mục nghệ thuật vừa rồi thì đồng chí có suy nghĩ như thế nào về lý tưởng cống hiến của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa? Vâng, kính thưa quý vị, thì phát huy truyền thống của các lớp đàn anh, đàn chú đi trước và các lớp, từng lớp đi sau, thì nói đến đặc thù của lực lượng công an nói chung và từng lực lượng như nghệ sĩ vừa chia sẻ, thì trước hết đối với cán bộ chiến sĩ công an nói chung là phải không ngừng rèn luyện, phải thường xuyên rèn luyện, rèn đức, rèn sức, luyện tài. Và cụ thể là ở đây là phải trau dồi, nâng cao bản lĩnh về chính trị, kiến thức về pháp luật, về nghiệp vụ,
và rất nhiều kỹ năng mềm. Ngoài kiến thức nghiệp vụ thì rất nhiều kỹ năng mềm. Và ngoài giờ, ví dụ như chúng ta xem hai cái tiết mục biểu diễn, ngoài công tác chiến đấu thì chúng ta lại có những cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ tạo niềm vui, tạo hạnh phúc cho mọi người. Và để đảm bảo bình yên cho cuộc sống và khắc ghi lời dạy của Bác, nhân dân mà ủng hộ ta nhiều thì thành công nhiều, ủng hộ ít thành công ít, và ủng hộ toàn bộ thì chúng ta chiến thắng thành công. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thọ với những chia sẻ vừa rồi. Và rõ ràng để có một Đồng Nai bình yên và phát triển như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn của những cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các địa bàn, thì chúng ta còn phải kể đến vai trò của những cán bộ chiến sĩ công an cơ sở, rồi là cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa. Quay trở lại với không gian nghệ thuật câu chuyện ngày hôm nay, thì không biết là nghệ sĩ Quế Anh là một đơn vị mà thường xuyên tham gia xây dựng cũng như là tổ chức biểu diễn các cái chương trình nghệ thuật, trong đó thì có những chương trình về nói về lực lượng công an nhân dân, thì chị muốn khắc họa hình tượng của người chiến sĩ công an ở khía cạnh nào, và khi khắc họa họ thì có gặp những cái khó khăn gì hay không? Xin kính thưa các đồng chí, thực ra xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đối với bản thân Quế Anh cũng như là các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật Đồng Nai không dễ dàng chút nào hết á. Khi mà phát thảo lên một vở diễn, rồi từng phân đoạn, từng lớp diễn, từng vai diễn, thì Quế Anh cũng như là các nghệ sĩ cũng phải cố gắng tìm hiểu, và cũng được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ công an tỉnh Đồng Nai, và có rất là nhiều đồng chí luôn theo dõi, luôn đồng hành, và cứ mỗi lần mà chúng tôi ra một tác phẩm nào đó trước khi tổng duyệt thì nhà hát mời các đồng chí đến xem trước, đến góp ý kiến. Bởi lẽ điều lệnh để tất cả những nội dung liên quan thì thật ra là nghệ sĩ thì nắm cũng không có sát lắm. Và khi mà khai thác những vở diễn nói về hình tượng người chiến sĩ công an, thì bên cạnh sự anh dũng, hào hùng, thì chúng tôi cũng muốn nói đến những cái hy sinh thầm lặng, có những mất mát mà không thể nào mà chúng ta có thể là diễn tả được. Thì chính từ những cái xúc động đó, những cái chất liệu đó, thì chúng tôi muốn tuyên truyền pháp luật và lay động trái tim đến người xem, đặc biệt là khán giả, mà khán giả trẻ tuổi hiện nay, để thông qua cái các chương trình vở diễn thì các bạn trẻ ý thức hơn về cái thái độ học tập, thái độ làm việc với bản thân mình cũng như với gia đình, và từ đó sẽ có những cái đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà cũng như là của đất nước. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Quế Anh, và Phương Thảo tin rằng là với tình yêu ngành, tình yêu nghề, mong muốn được cống hiến, và ở mỗi một cái vị trí, mỗi một công việc công tác khi được giao, thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai luôn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình, và cái tinh thần nhiệt huyết chiến đấu của họ thì lúc nào cũng tràn đầy như là ở tuổi thanh xuân, đúng không anh Thế Cương? Vâng, và để ngợi ca những lý tưởng của thanh xuân, tinh thần cống hiến vì đất nước, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc được mang tên Khát vọng tuổi thanh xuân, và chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu ca sĩ Trương Thủy Dương, Quán Quân Sao Mai và Tốp Múa. Thanh xuân ơi, với bao ước vọng ta vẫn mơ.
trời tự do. Đường tới tương lai, hành trình bao khó khăn, cùng nhau ta đi đến cuối chân trời. Bằng tri thức với niềm tin, ta hãy viết tiếp trong sự mai. Mặt trời đã bừng sáng đang chờ chúng ta, tuổi trẻ bao nhiệt huyết trí tuệ sáng tạo, luôn mang trong tim những khát vọng ước mơ. Ta bay lên giữa bầu trời rộng lớn, ngọn lửa thêm hơn cháy thúc giục chúng ta cùng vượt lên đỉnh cao. Xin được cảm ơn Trương Thủy Dương cùng các nghệ sĩ một tiết mục nghệ thuật mà mang tới một cái không khí rất là vui tươi, sôi động, thể hiện cho khí thế của tuổi trẻ. Có lẽ rằng ngay bây giờ thì Thế Cương được phép trò chuyện với đồng chí Thái Ngô Hiếu, là một cán bộ trẻ của Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi mà lắng nghe những giai điệu đầy tự hào, tràn đầy khí thế vừa rồi, cùng với việc lắng nghe những câu chuyện của các thế hệ cha anh đi trước, vậy thì đồng chí suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm, về khát vọng, cống hiến của tuổi trẻ Công an tỉnh Đồng Nai? Thì khi nghe xong cái ca khúc này ấy, thì tôi thấy được đây là một cái ca khúc là rất là hay dành cho thế hệ trẻ. Cái ca khúc là nó nói lên được là cái niềm khao khát và cái khát vọng là vươn lên, là cái thứ nhất là cái sự học hỏi, rồi là cái tình yêu quê hương đất nước, rồi là cũng là những cái cố gắng tức là của cái tuổi trẻ để là viết tiếp những cái tráng sử hào hùng. Và tôi tin là không những tôi đâu mà tất cả các cái thế hệ trẻ Việt Nam là chắc chắn là sau khi nghe những cái ca khúc như thế này là sẽ là càng cố gắng hơn nữa, là tức là để phát triển, để đưa Việt Nam mình đi lên. Cũng về cái liên tưởng về cái nội dung công việc ấy, thì thực sự là bản thân tôi là cũng công tác trong cái ngành công an này, thì trước giờ tôi chỉ công tác với cái ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bản thân tôi là đi cứu người hay là đi tìm những cái thi thể mà đuối nước ở các cái sông hồ, với cái đặc điểm là của Đồng Nai mình ấy, là có rất nhiều là cái sông hồ, nên là cái đuối nước hàng năm là rất là nhiều.
Và có những cái vụ mà tôi phải mò nguyên đêm, tức là đến 11, 12 giờ đêm, mình thấy là cái gia đình người ta ấy, đang ở trên bờ ấy, đang trống ngóng để mong tìm được cái con, tức là có thể là người ta hy vọng một cái nhỏ nhoi đó là con, người ta có thể là con sống hay là gì đó. Nên là mình là nghĩ là giờ mà mình về thì tôi tối người ta. Nên là tôi lại phải xin phép là các đồng chí lãnh đạo là tiếp tục là cho tôi là tiếp tục tôi thử một lần nữa. Và có những cái những lần như vậy là không biết đó là cái cơ duyên hay cái may mắn mà những tôi đã hai lần, tức là tôi xin thêm một lần nữa mà đúng là hai lần là tôi lượt chuộc tiếp theo là tôi tìm được cái thi thể nạn nhân. Đó là những cái cố gắng để tức là khát khao với cái công việc. Xin được hỏi câu hỏi tiếp theo cho đồng chí đại tá Trần Tuấn Triệu, đó là làm một cái thế hệ đi trước thì đồng chí đang chứng kiến cái sự trưởng thành của thế hệ trẻ như là đồng chí Thái Ngô Hiếu của Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua như thế nào, và thực tế là trong thời gian trước đây thì Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có những cái hoạt động ra sao để chúng ta thúc đẩy hơn nữa, phát triển hơn nữa cái sự nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ công an ạ? Vâng, cảm ơn MC Phương Thảo. Có thể nói là với lực lượng trẻ của Công an Đồng Nai, như những đồng chí như Thái Ngô Hiếu và nhiều đồng chí khác, thì cái lý tưởng và cái tinh thần nhiệt huyết của các đồng chí được chui rèn qua nhiều cái thế hệ, qua nhiều cái thời gian, được rèn luyện qua những cái đợt huấn luyện, qua những cái đợt mà học tập chính trị chẳng hạn, thì các đồng chí từng ngày một các đồng chí trưởng thành lên. Ở đây có rất nhiều các đồng chí đang là lãnh đạo ở các đơn vị địa phương, thì từng ngày một các đồng chí đều theo dõi và thấy được sự trưởng thành của lực lượng Công an Đồng Nai qua những cái đồng chí trẻ như Thái Ngô Hiếu đây. Và có thể nói là Thái Ngô Hiếu là một cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngay từ những ngày đầu mà thành lập lực lượng Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thì đồng chí Hiếu đã tham gia cái lực lượng này. Và trong trải qua mười mấy năm qua đó, đồng chí Thái Ngô Hiếu cũng đã nhiều lần tham gia nhiều cái đợt cứu nạn cứu hộ, cứu người trong cái đám cháy, cứu trong những cái hoàn cảnh rất là éo le, kể cả là trong những cái ống cống và những cái bộ mà chết đuối ở dưới sông nước v.v. Thì tinh thần đồng chí Hiếu đã được thể hiện, có nhiều anh em cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai đã biết, đặc biệt là cái vụ việc mà đồng chí Hiếu đã cứu sống được bốn em học sinh ở cái bãi biển của Vũng Tàu trong một cái dịp đồng chí đi nghỉ cùng với gia đình. Mặc dù là đi nghỉ thôi, nhưng mà đồng chí thấy cái sự việc xảy ra, đồng chí đã không quản khó khăn, đã lao mình xuống dưới dòng cái bãi biển đó để cứu sống được bốn em học sinh. Thực sự ra mà nói là khi mà cứu các em cuối cùng đó, thì đồng chí Hiếu đã đuối sức quá rồi. Và khi đồng chí mà vớt được các em cuối cùng thứ tư đó, thì chính đồng chí Hiếu đã không còn kịp để bơi vào bờ, mà phải có sự hỗ trợ của một số người dân nữa thì mới đồng chí Hiếu mới vào được tới bờ. Tuy nhiên tinh thần đó thật sự là ý nghĩa đối với lực lượng Công an Đồng Nai chúng ta thời gian qua. Tôi rất là cảm động với cái hành động và cái hành vi của đồng chí Hiếu. Ngoài ra thì có nhiều lắm, rất nhiều cái anh em cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy cho đến là các cái lực lượng cảnh sát kinh tế, giao thông v.v. đều có sự hy sinh rất là nhiều để mà có được sự bình yên cuộc sống cho ngày hôm nay cho nhân dân chúng ta. Xin cảm ơn rằng là chương trình chúng ta nhắc đến những đồng chí này thật là cảm động. Có lẽ rằng những tràng pháo tay vừa rồi cũng chính là lời cảm ơn tới những cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai, những người mà đang hy sinh rất là nhiều những cái niềm vui của mình, hạnh phúc của mình, cống hiến để cho mảnh đất này được bình yên, cho cuộc sống của người dân được hưởng trọn những cái giá trị bình yên đó. Thế còn quay trở lại với đại tá Trần Tuấn Triệu, khi mà đồng chí còn giữ cương vị làm công tác lãnh đạo của Công an tỉnh Đồng Nai, vậy thì đồng chí đã có những cách làm như thế nào để mà hun đúc khơi dậy cái tinh thần cống hiến, khát khao cống hiến mãnh liệt của tuổi trẻ Công an tỉnh Đồng Nai ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC. Thực sự ra mà nói thì quá trình cống hiến của tôi không phải là nhiều so với những thế hệ đàn anh đi trước. Cha ông mình thì đã cống hiến quá nhiều trên mảnh đất Đồng Nai, gian nao lao và anh dũng này. Chúng tôi là những cái thế hệ sau, có thể nói là thế hệ thứ hai, thứ ba, tiếp nối với cái truyền thống của Đồng Nai. Chúng tôi tham gia lực lượng Công an nhân dân. Tôi được tham gia công an trong 43 năm.
43 năm trải qua bao nhiêu cái sóng gió của cuộc đời binh nghiệp. Tuy nhiên là cái quãng đời này với tôi là chưa đủ lớn so với cái thành tích chung của lực lượng công an Đồng Nai từ những ngày mới thành lập. Quá trình đó thì chúng tôi cũng đã được rèn luyện rất nhiều. Bản thân tôi thì cũng xuất thân từ là một cái cán bộ đoàn, trải qua nhiều cái công tác đoàn cho nên là cũng rất gần gũi với phong trào, gần gũi với cán bộ chiến sĩ. Và sau này với cương vị là phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng thì tôi được phân công nhiệm vụ phụ trách về công tác phong trào của trước tiên là cảnh sát phòng cháy cháy. Thì chúng tôi cũng đã là xây dựng nhiều cái kế hoạch, nhiều chương trình để mà tổ chức các cái hoạt động cho cán bộ chiến sĩ tham gia các cái phong trào về hội thao, hội diễn văn nghệ, rồi là phong trào thể dục thể thao, văn hóa, kể cả những cái phong trào công tác dân vận đến với từng người dân. Chúng tôi hàng năm chúng tôi đều tổ chức rất là chu đáo và được cái sự tin yêu và được sự quý mến của nhân dân rất nhiều. Lực lượng công an Đồng Nai đến với người dân như là đến với người nhà của mình và đem lại cái sự bình yên cho họ từ những cái hành động rất thực tế. Đó là những cái công việc mà chúng tôi hay làm. Đó là làm công tác dân vận, đi gần với người dân và phục vụ tốt cho cái cuộc sống của người dân. Đó là như vậy. Nhạc sĩ Bá Hùng, khi mà lắng nghe câu chuyện vừa rồi thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái lý tưởng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong lực lượng công an nhân dân, và đặc biệt là ca khúc vừa rồi thì anh thích ở giai điệu hay là ca từ của bài hát ạ? Bá Hùng phải nói rằng là từ đầu chương trình khi mà nghe rất là và xem nhiều loại hình nghệ thuật và nhiều phong cách âm nhạc thì Bá Hùng thấy rằng là chương trình Giai điệu Bình Yên là một cái chương trình mà có thể nói là điểm nhấn, là mốc son của các hoạt động văn hóa văn nghệ của Bộ Công an, trong đó là Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị là chủ trì. Thì thông qua chương trình này thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái hoạt động, những cái cố gắng, những cái đóng góp của lực lượng công an thông qua những tác phẩm âm nhạc. Và trong đó thì có những tác giả là trong ngành và cũng có những tác giả là ngoài ngành. Thì Bá Hùng thấy là trong giai đoạn gần đây nè, thì các nhạc sĩ ngoài ngành cũng rất là quan tâm và có tình cảm đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ của lực lượng, đặc biệt là những tác giả trẻ. Không phải bây giờ mới có, nhưng mà trước đây thì những ca khúc mà chúng ta đã từng có thì rất là hay. Các thầy, các bác, các chú viết rất là hay. Thế nhưng mà trong giai đoạn mới thì chúng ta có những cái hoạt động mới, những cái nhiệm vụ mới thì chúng ta cũng cần cập nhật vào trong đời sống âm nhạc. Thì Bá Hùng thấy là những ca khúc mới, ví dụ như bài hát vừa rồi, nó mang những cái nét trẻ trung, sôi động và tinh thần của giới trẻ, thì cả ca từ và giai điệu nó có sự hài hòa và nó góp phần làm cho âm nhạc của trong lực lượng công an nhân dân có cái sự tiềm cận, có cái sự gần gũi hơn đối với âm nhạc của đời sống. Và đặc biệt thêm một cái ý nữa là Bá Hùng thấy rằng là gần đây thì các chương trình của Giai điệu Bình Yên á, có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang thịnh hành trong đời sống. Như vậy thì là cái tình yêu đó của những cái nghệ sĩ đó cũng đã dành cái sự yêu thương đối với âm nhạc của công an nhân dân và góp phần lan tỏa cho âm nhạc công an nhân dân đến gần gũi hơn đối với không chỉ là cán bộ chiến sĩ trong ngành và đối với người dân. Vâng, đúng là như vậy. Và Phương Thảo thì lại nhớ đến cái câu chuyện mà đồng chí Thái Ngô Hiếu vừa chia sẻ. Thì rõ ràng là khi mà các đồng chí thực hiện nhiệm vụ của mình, đó không chỉ là mệnh lệnh công tác mà đó là mệnh lệnh của trái tim. Và có lẽ là bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi mà lắng nghe câu chuyện này đều cảm thấy rất là rung cảm và chắc chắn là sẽ có những cái sáng tác của mình để có thể lan tỏa, để có thể chia sẻ nhiều hơn nữa, để giúp cho quý vị khán giả có thể đồng cảm, thêm tin, thêm yêu và thêm đồng hành giúp đỡ với lực lượng công an. Và thưa quý vị, Đại tá Trần Tuấn Triệu thì không chỉ là một vị lãnh đạo nhưng mà cũng là một người mà có một cái sáng tác rất là hay, rất là ý nghĩa khi mà nói về những cái cống hiến, những cái hy sinh, những cái đóng góp của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và có lẽ rằng ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời chính tác giả cũng như là đông đảo quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng thưởng thức tác phẩm Rực Lửa Trái Tim, một sáng tác của nhạc sĩ Đại tá Trần Tuấn Triệu. Và ca khúc này sẽ được biểu diễn qua phần biểu diễn của Túc Ca Nam.
trong tim mình vào lửa yêu thương sự cháy khát khao vì quê hương đất nước vì cuộc sống bình yên nguyện dõi theo lời bác kính yêu nguyện giữ gìn truyền thông phòng cháy chữa cháy Đồng Nai cho dân mình trọn niềm yêu vui cho quê nhà ngày một vươn lên cuộc sống sáng tươi từ nhà cao cháy chữa cháy Đồng Nai mang trên mình màu xanh quê hương trong tim mình ngọn lửa yêu thương sự cháy khát khao vì quê hương đất nước vì cuộc sống bình yên nguyện nói theo lời bác kính yêu nguyện giữ gìn truyền thông phòng cháy chữa cháy Đồng Nai cho dân mình tròn niềm yên vui cho quê nhà ngày một vươn lên cuộc sống sáng tươi từ nhà cao phố mới từ xóm ấp rừng xanh bình yên luôn có chúng tôi vì nước quên hơn vì nhân dân hết lòng tận tụy không ngày có cũng ngày yên nguy vì quê hương dẫu có hy sinh chữa cháy Đồng Nai vì nhân dân hết lòng tận tụy không ngày có cũng ngày yên nguy vì quê hương chúng tôi sẵn sàng Vâng, thưa quý vị, rực lửa trái tim, chỉ cần nghe cái tên đó thôi thì chúng ta cũng đã hình dung ra một sự quyết tâm mạnh mẽ của mỗi một cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ của mình. Và sau khi được thưởng thức ca khúc này trên sân khấu thì nhạc sĩ Bùi Anh Tôn cảm nhận như thế nào ạ? Đây là một tác phẩm rất là hào sảng, nghe lên cái âm hưởng nó rất là hào sảng, đầy cái chất tự hào của đội ngũ những người lính phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai. Thì trong bài hát mình đã nêu rõ cái tên của mình là những người lính của địa danh là Đồng Nai, đầy chất tự hào. Và đối với những người lính cứu hỏa thì khi mà chiến đấu với giặc lửa thì mình không sợ lửa, bởi vì là trong tim của mình đã mang sẵn ngọn lửa rồi, đâm mình sẽ chiến đấu với giặc lửa và chiến thắng thắng giặc lửa. Thì đây là cái ý nghĩa mà của cái bài hát, cái thông điệp mang lại. Bởi vì khi xông vào ngọn lửa, biết rằng mình có thể sẽ hy sinh, nhưng mình không sợ, bởi trái tim mình đã cháy bỏng lên một cái ngọn lửa khát khao mãnh liệt về sự cống hiến, sẵn sàng quên mình. Thì bài hát của tác giả đây chính là một người lính đã từng là một thời đại tá, từng là xuất thân và đã làm công tác gắn bó với lại lính cứu hỏa, do đó có thể viết về cái công việc của chính bản thân mình và những người lính cứu hỏa. Thì chúng tôi thấy rằng là nghe cái này, thấy là bài hát này rất là dễ đi vào lòng người, rất là gần gũi, và thậm chí là có thể như là một cái khúc hát luôn được phát ra, được các chiến sĩ yêu thích hát thường ngày, nó rất gắn bó với công việc của mình. Thì đối với bài hát như vậy thì cái sự lan tỏa và cái sự gần gũi và mà được các chiến sĩ hát một cách rất tự nhiên, thì tôi nghĩ rằng đây là một bài hát mà đã có sự lan tỏa và được các chiến sĩ yêu thích.
Xin cảm ơn tác giả. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Và chắc chắn là khi mà lắng nghe ca khúc vừa rồi thì người mà có nhiều cảm xúc nhất ở đây đó chính là chính tác giả, đó chính là đại tá Trần Tuấn Triệu. Vậy thì sau khi mà nghe bản phối cùng với phần thể hiện của các nghệ sĩ vừa rồi thì không biết là cảm xúc của đồng chí như thế nào? Kính thưa tất cả quý vị, là tôi không phải là nhạc sĩ và tôi cũng không phải là ca sĩ. Chỉ vì là trong chiến đấu chúng ta tự nhiên chúng ta thấy cái lòng mình nó đầy nhiệt huyết lên thì chúng ta viết thành lời thế thôi. Tôi là một lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cũng đã từng tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ với cán bộ chiến sĩ của mình. Trong những trận chiến đấu với giặc lửa đó có rất nhiều cái tấm gương, rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và kể cả những cái thương tích để mà cứu người, cứu tài sản. Thì trong những cuộc chiến đó, khi mà chúng tôi ngày đêm vào cuộc như vậy thì có những lúc lắng động lại với nhau, ngồi với nhau để rỉ rả nói chuyện với nhau thì nó bộc lộ ra cho cái ý tưởng của mình là phải viết một cái gì đó cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thế là chúng tôi tự ngồi với nhau, tự nghêu ngao rồi cuối cùng thành ra cái bài hát thế thôi, chứ tôi không phải nhạc sĩ. Nhưng mà quá trình sau khi mà bài hát đó ra đời thì được rất nhiều cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy Đồng Nai là hưởng ứng. Và có thể nói là trong các cái buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chi bộ hoặc kể cả sinh hoạt đơn vị, các bạn, các em cũng đem cái bài hát này ra hát như là một bài hát truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy Đồng Nai. Rất cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin được cảm ơn đại tá Trần Tuấn Triệu. Quay trở lại với câu chuyện đối với đồng chí Thọ, qua phần chia sẻ của đồng chí đại tá Trần Tuấn Triệu vừa rồi, theo đồng chí, yếu tố nào nữa để giúp cán bộ chiến sĩ có thể vượt qua được những khó khăn vất vả để có thể hoàn thành nhiệm vụ? Theo suy nghĩ của tôi, theo sự cảm nhận của tôi, thì tôi nghĩ cái ca khúc này, đại tá Trần Tuấn Triệu khiêm tốn là nói là nghêu ngao với lực lượng phòng cháy. Nhưng qua nghe và thưởng thức ca khúc, tôi nghĩ mỗi cán bộ chiến sĩ công an thấp thoáng, thấy thấp thoáng cái bóng hình mình ở trong ca khúc này. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì cũng là vừa là câu hỏi và câu trả lời. Thì tôi nghĩ là anh Ba Triệu, anh viết ca khúc này thì thứ nhất là bằng tình cảm, bằng sự đồng viên, chia sẻ của cá nhân anh. Và tôi nghĩ anh cũng muốn gửi gắm những niềm tin, những lời đồng viên của quần chúng nhân dân đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Và cũng nói thật với các đồng chí là cũng lần đầu tiên được ngồi sân khấu với các khách mời rất đặc biệt và xem chương trình, các cái ca khúc, các cái tiết mục và nhiều đặc biệt là ca khúc Rực Lửa Trái Tim. Thứ nhất là ấn tượng và tôi nghĩ là với cái tên của chương trình là Vì Bình Yên Cuộc Sống thì tôi thấy là cái này vừa là mục tiêu và vừa là động lực mà lực lượng công an sẽ làm nòng cốt cùng với hệ thống chính trị để phấn đấu đạt được. Và mục tiêu như chương trình đặt ra là vì bình yên cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí đại tá Thọ. Thế còn đồng chí Thái Ngô Hiếu thì sao ạ? Trong chương trình này thì đồng chí cũng có chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm hay là cái thông điệp gì đến với những cán bộ chiến sĩ trẻ giống như mình để làm thế nào mà chúng ta có thêm những trái tim rực lửa nữa để có thể bảo vệ cuộc sống bình yên này ạ? Bản thân tôi ấy, từng có cái suy nghĩ và tôi đã từng truyền đạt đến cái em chiến sĩ là đi sau thế hệ của tôi. Thì tôi đã đào tạo cho các em là các cái kỹ năng chiến thuật và cũng có những em đã sẵn sàng là lao vào những cái nơi nguy hiểm, sẵn sàng là cùng tôi đi chiến đấu là suốt ngày suốt đêm, là không sợ hãi một cái gì hết. Có những em ấy là lúc mới vào đấy các em rất là sợ nước sợ lửa, nhưng mà cái khi cùng tôi chiến đấu thì các em có thể xuống lặn sâu ở những cái mức là 20 mét, thì đó là những cái sự cố gắng của các em đó là, và các em rất là tự tin đấy. Thì tôi cũng thường hay nói với các em thế này, mỗi khi mình làm cái công việc, mình chỉ cần cố gắng hết mình thì tất nhiên là mình sẽ thành công và sẽ là giải quyết hết được mọi khó khăn. Thì cũng qua đây là thì cũng với cái bài hát này là tôi cũng muốn gửi gắm đến các cái chiến sĩ trẻ cũng như tất cả các cái bạn trẻ, tức là mình chỉ cần cố gắng phấn đấu thì tất nhiên là mọi cái sự
cố gắng cống hiến của mình chắc chắn sẽ được bù đắp lại một cách xứng đáng. Sau cái vụ mà tôi thực sự tôi đi cứu nạn cứu hộ, đi chơi thôi, bất ngờ là cứu được các cái nạn nhân ở bãi biển. Thì lúc đó thì lại mọi người lại biết đến đó, và lúc đó là tôi là được nhận những cái phần thưởng rất là lớn từ là các cái cấp ủy lãnh đạo của đảng bộ, của tỉnh, của trung ương, đến là của chủ tịch nước. Đó là những cái sự gọi là giúp đỡ, là phấn đấu là của bản thân mình, là coi như là đã được đền đáp là quá xứng đáng, tức là đã còn vượt hơn cả cái những cái mong đợi của bản thân tôi. Cho nên là tôi muốn nhắc đến các bạn trẻ là mình cứ cố gắng hết mình. Mình có thể là chưa được lúc này thì chắc chắn là từ từ là cái sẽ được những cái phần thưởng xứng đáng đối với bản thân mình. Và chúng tôi nghĩ rằng bên cạnh những cái chiến công, những cái thành tích của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước của Công an tỉnh Đồng Nai đã gây dựng, tạo nên trong suốt thời gian vừa qua, thì những câu chuyện truyền cảm hứng của đồng chí Thái Ngô Hiếu hay là rất nhiều những cán bộ chiến sĩ công an của tỉnh Đồng Nai, đó chính là những hành động đẹp có phần tô thắm thêm cái truyền thống anh hùng và tạo nên cái sự bình yên của mảnh đất Đồng Nai này, đúng không chị Phương Thảo? Vâng, đúng là như vậy. Và thưa quý vị, qua câu chuyện của các vị khách mời từ đầu chương trình đến giờ, cũng như là chúng ta đã đi một chặng đường âm nhạc, thì có thể nói là quý vị cũng đã có cái nhìn khái quát về những thành tích, những chiến công của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai. Và phía sau đó chắc chắn rồi được đánh đổi bằng mồ hôi, bằng công sức và thậm chí là cả những hy sinh thầm lặng nữa. Tất cả điều đó đã làm ánh lên những cái giai điệu bình yên trên mảnh đất Đồng Nai. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng hòa mình vào những khúc ca tự hào qua một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Huân được mang tên Vinh Quang Công an Nhân dân Việt Nam qua phần biểu diễn của tốp ca nam nữ. Trong lòng
lòng ta. Truyền thống ta liệt ngoài thì dấu trang sự vinh quang. Theo bước những anh hùng, tiếng đèn dầu vang, tiếng kinh chiến thắng đang gọi ta. Vâng, kính thưa quý vị, có thể thấy rằng những giai điệu tự hào vừa rồi cùng với câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị khán giả đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về những chiến công, những thành tích, những cống hiến đóng góp của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh Đồng Nai. Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giai điệu Bình Yên số 34 ngày hôm nay với chủ đề Công an Đồng Nai vì bình yên cuộc sống. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi trong suốt 90 phút của chương trình Giai điệu Bình Yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình Giai điệu Bình Yên số tiếp theo.